một sự kiện với ý nghĩa thật đặc biệt, được dàn dựng công phu và vô cùng độc đáo. Với quy mô 80 con thuyền qua đăng và 5.000 đèn qua đăng lung linh trên mặt sông, cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn dù lượn trên không, đơn ca tài tử, ca múa nhạc tổng hợp và chương trình nghệ thuật ánh sáng. Chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ninh Kiều và khai mạc Ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều lần thứ 6 năm 2023 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại cầu đi bộ Rạch Khai Luông và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ.